Người ta nói cuộc sống là một cuộc hành trình Hãy tận hưởng mỗi bước đi Cuộc sống không dễ dàng Nhưng nó cũng không quá khó khăn Tất cả hãy phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó Điều quan trọng nhất của cuộc sống Là bạn đang sống như thế nào Và chất lượng cuộc sống Phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn